tôi muốn 10 tỷ. Đấy là cái thứ trong đầu tôi luôn luôn nghĩ. Và sau đó tôi chọn làm cái A này có đạt được không? Không, không làm. Mọi người đang nói rất nhiều về nó. Có làm không? Không. Tôi làm cái B này thấy hấp dẫn lắm. Rồi tôi lại đặt câu hỏi, nó có giúp tôi đạt được 10 tỷ không? Không. Thì tôi có làm không? Không. Đấy là cách để lựa chọn nên các bạn ơi, hãy nhớ nha. Đấy là lựa chọn để tạo nên thành công. Bạn làm gì thì bạn phải hiểu thị trường để làm. Đây này, làm gì thì phải có sự hiểu biết xu thế khách hàng bây giờ đang muốn mua điều gì. Sáng nay tôi nói chuyện với anh gì ở Quảng Ninh, anh tên giơ tay cái nào. Đúng rồi, ở dưới đó anh và em có ba cái nhà hàng đúng không, ba mảng kinh doanh đồ ăn uống. Một là nhà hàng này, hai là tiệc cưới, à ba là bán tiệc cưới là tiệc mang đi ấy, đúng không, và ba là bán hải sản. Thế tôi bảo tất cả những cái thứ đó bây giờ nó đều đang chậm hết rồi. Và đấy là điều thực tế chính xác. Vì sao vậy? Bởi vì nhu cầu mà đi đến cửa hàng để ăn bây giờ là nó thấp. Mà người ta có xu hướng là đặt hàng online. Cho nên mọi người bây giờ chẳng cần phải mở cửa hàng nữa. Mọi người chỉ cần bán trên mạng là quá đủ. Mở cửa hàng ra tỷ lệ thất bại cao. Chi phí hàng tháng, nuôi nhân viên, đúng không? Chi phí mặt bằng, tất cả mọi thứ. Đấy, bây giờ rõ ràng online đâu có mất cái gì đâu. Nó không làm. Lại cứ thích mở cửa hàng cho nó to, cho nó hoành tráng, vốn thì lớn. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Quan trọng nhất là phải đạt được. Đạt được cái gì cả nhà? Mục tiêu, đạt được kết quả. Hãy nhớ điều đó nha. Trước đây các trung tâm thương mại của Vincom. Vincom là chuỗi trung tâm thương mại có thể gọi là nổi tiếng và sầm uất nhất của Việt Nam. Của tập đoàn Vingroup của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đông. Trên khắp cả nước chúng ta chỗ nào có Vincom chỗ đấy đông nghịt khách hàng. Nhưng giờ đây cái lượng khách hàng nó bằng 1 phần 10 ngày xưa. Ngày xưa cứ đi vào nó chật trội. Như kiểu đi chợ, nó là trung tâm thương mại nha các bạn, xịn, cao cấp nha. Nhưng mà ngày xưa nó đông lắm. Đến ngày nay thì nó thoáng, cực kỳ thoáng, lượng khách hàng quá ít. Thì bạn sẽ thấy đấy, đấy là những cái nơi nó xịn như vậy người ta còn chẳng tới. Nói gì những cái nơi cơ bản ở ngoài kia. Và kinh doanh online bây giờ đang chiếm. Chiếm thế nào mà nhỉ? Xu thế, kinh doanh truyền thống bạn có theo dõi trên mạng không? Đóng cửa hàng loạt. Sài Gòn quận nhất, tức là quận 1, quận 3, quận 10 là những quận nổi tiếng nhất về sầm uất kinh doanh. Ở đến nay gì ạ? Đều hưu lắm. Mọi người chuyển hết qua online. Mặt bằng đã trả rồi. Mặt bằng trả. Hà Nội cũng thế. Thế bạn sẽ thấy đấy, đấy là xu hướng nhé. Online lên ngôi. Thì thời điểm này mọi người bảo khó khăn là truyền thống. Nhưng online thì nó lại đang là thời điểm vàng. Chứ không phải là khó khăn tất. Thời thế thì tạo anh hùng. Trong tối thì sẽ có ánh sáng. Mà trong ánh sáng thì luôn luôn có bóng tối. Ban ngày cái giờ nào là giờ sáng nhất? 12 giờ trưa. Đúng không? Và khi mình đi ra nắng ấy, giữa 12 giờ trưa là nắng rất to, to nhất trong ngày. Thì đằng sau lưng chúng ta có cái gì? Có bóng. Đúng không? 12 giờ trưa là mặt trời lên thiên đỉnh, tức là từ trên đầu mình dọi xuống. Thì bóng nó là dưới chân. Những giờ khác thì nó chiếu từ hai bên sang để bóng ở đằng sau. Thế đấy, trong tối thì có sáng, mà trong sáng thì có tối. Trong khó thì có dễ, trong dễ thì có khó. Quan trọng là con mắt của mình ấy, nó còn đủ tỉnh táo để mình nhìn hay không? Tôi muốn 10 tỷ. Đấy là cái thứ trong đầu tôi luôn luôn nghĩ. Và sau đó tôi chọn làm cái A này có đạt được không? Không, không làm. Mọi người đang nói rất nhiều về nó. Có làm không? Không. Tôi làm cái B này thấy hấp dẫn lắm. Rồi tôi lại đặt câu hỏi, nó có giúp tôi đạt được 10 tỷ không? Không. Thì tôi có làm không? Không. Đấy là cách để lựa chọn nên các bạn ơi, hãy nhớ nha. Đấy là lựa chọn để tạo nên thành công. Chúng ta ở ngoài kia chỉ toàn hỏi bây giờ làm cái gì nhỉ? Em sắp học xong rồi làm gì thầy nhỉ? Em làm cái việc này chán quá, kém quá, làm gì tiếp theo nhỉ? Có việc gì trên đời này mà chưa có người làm đâu.
Tất cả mọi việc đều đã có người làm hết rồi, đúng không? Bạn đâu có phát minh ra được cái gì mới. Tất cả mọi thứ đều đã có hết rồi. Quần áo có chưa? Đầu tóc có chưa? Giày dép có chưa? Rồi bây giờ sửa người mình có chưa? Đấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Chả có cái gì chưa có người làm. Thế đừng hỏi là làm gì. Mà bây giờ hãy đi hỏi thị trường đi. Đúng không? Cơ hội nào để tôi đạt được mục tiêu của tôi? Nhớ nha các bạn nha. Đấy là tư duy để giúp cho bạn có thể đạt được thành công của bạn. Chứ đừng tư duy lộn ngược nữa. Là cứ tư duy làm gì, không làm gì nữa. Mà bây giờ là làm thế nào để đạt được cái con số này. Vậy con số này là con số gì của cá nhân bạn? Mục tiêu của bạn là gì? Tôi có hai xu hướng. Ngày xưa nhé, tôi nói về mục tiêu cụ thể của mình là 1 triệu đô la. Ở thời điểm đấy là 23 tỷ. Ở thời điểm này thì nó là 25 tỷ. Và công ty tự hoạt động. Tức là mình không phải cày đêm, cày như trâu. Mình phải hướng đến việc sự giàu có về mặt tiền bạc và thời gian. Công ty tự hoạt động là mình có nhiều thời gian. Và khi đạt được rồi thì bây giờ mục tiêu của tôi là 1.000 tỷ sở hữu về mặt tiền bạc. Và vẫn mục tiêu số 2 và lớn nhất đó là tự do về thời gian. Tức là phải làm ít nhất nhưng mà phải nhiều tiền nhất. Và mỗi một ngày bây giờ mọi người hỏi thầy có bận không? Thì tôi nói với các bạn được rằng là nói bận thì cũng bận, mà nói nhàn thì vô cùng nhàn. Sáng ra cứ ngồi uống cà phê ở bể bơi cho đến trưa về ăn cơm. Ngủ một giấc đến tối chiều lại xuống ngồi bể bơi. Tối lại lên nhà hít chả làm gì. Mấy ông bảo vệ bể bơi thì bây giờ bạn thân của tôi hết rồi. Lâu lâu có mấy bác cũng giống hệt tôi luôn, cũng sáng tối như vậy. Tôi gọi đấy là đồng nghiệp. Trong khu tôi sống là khu của những người có điều kiện. Và nhiều người cũng giống mình. Thế hỏi không làm gì à? Câu hỏi đặt ra là không làm gì à? Thì làm cái gì bây giờ là mình làm online chứ mình đâu có phải làm trực tiếp nữa đâu. Đúng không ạ? Mọi quyết sách, mọi cái điều hành, mọi chiến lược thì đều nhắn tin hết là xong rồi. Chứ đâu phải như ngày xưa các ông giám đốc đến công ty cũng chỉ có ngồi không đấy thôi. Làm gì? Lâu lâu nhân viên lên hỏi cái rồi ra quyết định. Có hoặc không, còn phần lớn thời gian còn lại là gì ạ? Nhàn rỗi. Ngày nay có online nó làm cho chúng ta phải cắt giảm được thời gian chết. Các bạn hiểu không? Mục tiêu của tôi là phải làm ít nhất có thể mà đạt được kết quả nhiều nhất có thể. Thì có hàng tỷ công việc có thể làm được việc đấy, nhưng mình chọn cái nào nó phù hợp. Và bạn biết là tôi đào tạo là cũng không phải đào tạo nhiều. Ngày xưa tôi làm marketing, những cái khách hàng đầu tiên là tôi làm hết. Nhưng sau đó tôi đóng thành quy trình, tôi lại dạy cho nhân viên của mình. Thế cuối cùng là nhân viên làm. Việc của tôi chỉ đi chém gió thôi, thu tiền. Hôm nay tôi ở Vĩnh Phúc, có khách ở Tuyên Quang gọi tôi là ngay lập tức chạy Tuyên Quang luôn. Ngày mai có khách Hải Phòng là đi Hải Phòng, cứ mỗi một lần đi thì mang tiền về. Có mỗi nhiệm vụ đấy thôi, là đi chém gió một lúc, cầm cọc tiền về. Còn ai làm cả nhà? Ai? Khi mà khách hàng ký hợp đồng xong, tôi sẽ đưa số điện thoại của khách đó cho nhân viên. Và bắt đầu quy trình đầu tiên là gọi điện thoại cho chị đó để lấy thông tin. Cơ sở của chị ở đâu, tên là gì, có bao nhiêu nhân viên đang hoạt động ra làm sao, các chiến lược chị đang làm là gì, mục tiêu của chị mong muốn là gì, lấy thông tin. Sau đó đội ngũ sẽ họp lại để lên chiến lược. Đấy, và bạn thấy không ạ? Tất cả mọi thứ mình làm đều để giúp mình đạt được mục tiêu. Chứ tôi không làm để làm, tôi không muốn thể hiện với mọi người là tôi làm việc rất chăm chỉ này nọ. Nhưng nếu nói về chăm chỉ thì có lẽ là cũng không có người nào đua bằng. Bởi vì tất cả những thời gian đó của tôi đều dùng cho việc nghiên cứu. Một là tư vấn tất cả mọi người, từ khách hàng cho đến đối tác. Và từng cái chiến lược và từng cái câu tư vấn ấy đều nó có ý nghĩa rất lớn với mọi người. Cái số 2 là nghiên cứu xu hướng của thị trường. Nghiên cứu những chuyện đang diễn ra trên thế giới. Nghiên cứu những chuyện đang diễn ra ở Việt Nam. Để mình biết là sắp tới nó là cái gì. Mà các công việc của tôi luôn luôn là phát triển. Dịch Covid cũng phát triển. Thì đừng nói những thời điểm bình thường như thế này. Covid là thời điểm khó khăn nhất của kinh tế. Mọi người không đi ra đường được. Hàng hóa không luân chuyển được ngoài đồ ăn thức uống ra. Mà nó còn phát triển được. Thì những thời bình thường như này đấy là chuyện nhỏ. Đấy là cách tôi làm kinh doanh các bạn. Không chạy theo xu thế, không chạy theo đám đông, không thể hiện, không khoe mẽ, không gì hết. Tập trung vào cái gì ạ? Mục tiêu mình mong muốn là gì?
có nhiều tiền nhất với thời gian làm việc. Việc ít nhất. Chúng ta sinh ra để sống, không phải sinh ra để làm. Tiền thì phải kiếm, đến già vẫn phải kiếm. Thì mình phải làm thế nào? Ngày hôm nay phải tạo ra một công việc gì đó, làm một cái công việc gì đó để đến già mình vẫn làm nó một cách thoải mái được. Chứ mình đang lao động bằng sức của mình, đang phải nỗ lực hết mình. Trẻ thì được, khỏe thì được, nhưng già và yếu thì sao? Còn nỗ lực được không cả nhà? Còn nỗ lực được không? Không. Đến lúc đấy thu nhập ở đâu ra? Vậy câu hỏi là gì? Mục tiêu của bạn là gì? Bạn có muốn đến năm 60 tuổi của bạn vẫn đang phải nỗ lực không ạ? Bạn có muốn điều đấy không? Ai muốn giơ tay? Vẫn có người giơ tay. Đầu óc đang lên mây ở đây. Ngồi trong lớp nhưng không hiểu được chuyện gì. Giống như ngày xưa đi học ngủ gật nhỉ, cô giáo gọi cái đứng lên luôn. Đầu óc đang lên mây hay tôi gọi là gì ạ? Tay ôm người yêu nhưng đít chìa ra cửa sổ. Thế cho nên lúc nào phải tỉnh nhá. Phải tỉnh để biết điều gì nó đang diễn ra. Rồi quay trở lại câu hỏi ấy. Để đến năm 60 tuổi của bạn, bạn thoải mái về tài chính, thoải mái về thời gian, thoải mái về con người của bạn, thoải mái về các mối quan hệ, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn một công việc nào đó giúp mình đạt được những cái mục tiêu về thời gian, về tiền bạc. Nếu cái điều đấy nha, về tiền bạc. Vậy cụ thể mục tiêu của bạn là gì? Viết xuống. Có người thì muốn làm từ giờ cho đến chết, nhưng có những người thì giống tôi, lười, tôi gọi là lười, làm vừa thôi. Bây làm cái gì khôn khôn một tí, đúng không? Trí tuệ làm việc nhiều thì chân tay nó bớt mỏi. Chân tay làm việc nhiều thì trí tuệ nó mỏi. Đầu lúc nào phải lo mà. Làm việc vì trí tuệ, đúng không? Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.